Trong video này, chúng ta sẽ phân biệt cách dùng probable, xin lỗi các bạn, probable that, hoặc là properly, hoặc là likely to. Đó, các bạn nhìn những cái cụm từ này rất là quen, nhưng nhiều lúc các bạn không biết cách sử dụng và sử dụng nó chưa đúng. Đây, is, nhớ bạn nhớ các bạn để ý này, is likely to rain. Nhớ là dù chủ ngữ là it các bạn nha. It to be likely to, cộng động từ. Cấu trúc này quá quen thuộc rồi. Trong video trước thầy nói các bạn rồi. Trời có thể mưa, trời có lẽ có thể mưa. Chúng ta được phép dùng cấu trúc này. Viết it's likely to rain. Hoặc các bạn nếu không thích dùng giới từ to này thì các bạn viết cấu trúc này cho thầy. It's likely that it will rain tomorrow. Đó. Rất có khả năng ngày mai trời sẽ mưa. Thì chỗ này các bạn có thể không có chữ tomorrow này cũng được. It's likely that it will rain. Rất có thể trời sẽ mưa. Thì nếu không có chữ này thì hai câu này giống nhau. Đó, các bạn nhớ cho thầy nha. Đó, hai câu này. Đó, vậy thôi. Nếu chúng ta không thích dùng cấu trúc bên này thì chúng ta dùng cấu trúc bên này. Ok. Đó, còn chữ tomorrow này có không được, không có được, không quan trọng. Nhưng chúng ta không được phép dùng it's probable to. Không được. Probable phải là that, đi liền với that, chứ không được dùng to nha, không được phép. Đây, các bạn nhìn đây. It's probable that it will rain tomorrow. Đó, câu này, cả cái câu này, thì nó giống với hai câu trên này. Nếu có chữ tomorrow là càng tốt đây. Có tomorrow này. Đây. Không có tomorrow cũng được, không sao các bạn nha. Ok. Đó, nếu không có tomorrow thì trên này không có, dưới này không có luôn. Đó, thì nhớ probable thì không được to phía sau đó, phải là that đây. Được chưa các bạn? Còn likely này hoặc là to hoặc là that, nếu có that thì phía sau đó phải có cả một mệnh đề. Cả mệnh đề là có chủ ngữ và động từ cho thầy thì nó ra cái mệnh đề. Còn nếu to rồi thì không cần mệnh đề, cứ thế mà làm, các bạn nhớ cho thầy nha. Đó. Đấy, it will probably này, cái chữ mời các bạn nha. Đó, probably run soon. Đây, không được dùng likely trong câu này. Bởi vì likely hoặc là true hoặc là that, hoặc là true hoặc là that trên này, chứ không thể likely mà chung thế này được, mà phải là probably nha các bạn nha, chữ bờ nha chỗ này. Có lẽ, có thể trời sẽ mưa sớm thôi. Ok, không được phép dùng likely chỗ này. Đây, nhưng dưới này được phép dùng likely này, vì có true này các bạn thấy chưa. He's likely to arrive any day now. Có nghĩa là sao? Bây giờ anh ta có lẽ sẽ đến đây bất kỳ ngày nào anh ta cũng có thể đến được. Nhưng chúng ta không được phép dùng she's probable hoặc là she's likely that she will gì đó, không được. Không được phép dùng như vậy các bạn nha. Đó. Đã she's likely that mà she will là không được. She will gì là không ra gì hết. Không được phép. Hoặc là không dùng probable với chủ ngữ là người. Nhớ nè, probable này không được phép dùng khi có chủ ngữ là người. Đó, các bạn thấy chưa? It này không phải là người này. Đấy, nếu chỗ này á nếu dùng chữ này phải biến thành trạng từ cho thầy thì được dùng người. Đó. She probably arrive any day now. Có lẽ là cô ta sẽ đến bất cứ ngày nào, ngay bây giờ thì nó giống như câu trên. Đó, nhưng chúng ta được phép dùng probably. Probably nó khác với probable các bạn ha. Probable nó khác với probably. Probably thì được phép dùng với người, còn probable này không được phép, nhớ các bạn nha. Rồi, như vậy trong video này thầy cũng đã giúp các bạn hiểu được cách phân biệt dùng probable hay là likely hay là probably. Đó, probably. Rồi, như vậy là các bạn cũng đã hiểu rồi. Cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo.